Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức lễ tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024. Qua quá trình xét chọn từ hơn 100 đề cử của 20 cơ sở đoàn trực thuộc, tỉnh đoàn Bình Dương quyết định vinh danh 72 gương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024. Đây là những cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác, chiến đấu, có uy tín và ảnh hưởng tốt đến đoàn viên thanh niên. Bên cạnh tiếp thêm động lực cho đoàn viên thanh niên toàn tỉnh phấn đấu đứng chân vào hàng ngũ của đảng, lễ tuyên dương nhằm khẳng định sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh nhà với việc đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ trong xây dựng bảo vệ quê hương đất nước. 72 đảng viên trẻ được tuyên dương là những bông hoa đẹp, góp phần khẳng định đoàn là đội hậu bị tin cậy vững chắc của Đảng Cộng sản Việt Nam.